Anh có thể nghe lại nhạc nhẹ nhàng hơn được không? Anh thích nghe im im em. 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 À, sao em bạo lực thế? Sao em có thể bạo lực với một người con trai? Em đang làm việc căng thẳng, áp lực, mệt mỏi. Thế em có giải pháp nào cho một dân chơi có thể quẩy tung nóc nhà lên không? Cái này thì có. Tai nghe Ubit 2 2017. Chính xác. Em tặng anh đúng không? Tất nhiên là không. Ơ, anh bỏ tay ra. Thế không tặng anh thì để làm gì? Bỏ tay ra. Cái này chính là giveaway số tiếp theo dành cho các bạn khán giả của Sun Audio. Còn anh thích thì tự mua. Còn anh thích thì tự mua. Ok, và vừa lúc nãy thì chỉ là một cái chút đùa vui nho nhỏ giữa mình và Miên mà thôi. Và ngày hôm nay là ngày cuối tuần cũng như là chúng cuối ta tháng. Chính xác, cuối tháng. Và ngày hôm nay thì sau những cái món quà nho nhỏ thì thứ bảy vui vẻ sẽ có một cái món quà cực lớn. Đó chính là chiếc tai nghe Ubit 2 2017 trị giá khoảng bao tiền nhỉ em nhỉ? 2.400.000 đồng. Quá là to luôn. Vâng, và lần này thì bọn mình đã có một cái big event. Vừa là một cái ngày thứ bảy cuối tháng và sắp tới ngày mai thì là 30 tháng 4 1 tháng 5 thì bọn mình cũng muốn là làm một cái event to to để cho các bạn chơi cho nó vui. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một chút về cái chiếc tai nghe Ubit 2 2017 này. Thì Miên, em có thể có những cái cảm nhận về cái tai nghe này dành cho các bạn được không? Ok, với Beats thì là một hãng âm thanh rất là nổi tiếng rồi và bây giờ thì đã về nhà chung với Apple. Những chiếc tai nghe của Beats thì luôn luôn chú trọng đến thiết kế, từ cách đóng hộp và cái ngoại hình của chiếc tai nghe cũng vô cùng là bắt mắt, chất âm thì cũng vô cùng là nice. Và như các bạn cũng biết thì tai nghe Beats đã nổi tiếng từ rất là lâu rồi và được đối tượng người dùng phổ thông rất là ưa chuộng. Chính xác, đặc biệt là những cái bạn nào mà thích nghe những cái thể loại nhạc EDM thì đây là một cái chiếc tai nghe rất là phù hợp và có thể nói đây là một trong những cái chiếc tai nghe hàng hiệu dành cho các dân chơi thứ thiệt. Đây, các bạn thể nhìn thấy là cái sản phẩm của chúng ta là phiên bản 2017 nên là cái cách đóng hộp cũng như cái màu sắc của nó được cải thiện hơn so với lại những cái phiên bản trước, rất là đẹp và rất là đẳng cấp. Và đó là những cái thông tin sơ qua về cái chiếc tai nghe Ubit 2017 phiên bản thứ hai. Thì bọn mình cũng đã có một cái video khá là chi tiết về cái tai nghe này rồi thì các bạn có thể tìm lại ở trên Xuân Vũ Audio để các bạn xem. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần công bố thể lệ của event lần này. Do đây là một cái event lớn, chính vậy là thể lệ nó sẽ khác so với event nhỏ và nó sẽ giống như cái đợt mà bọn mình làm cái event tặng chiếc máy nghe nhạc AKG. Chính xác. Và bước 1 là gì Biên nhỉ? Bước đầu tiên vô cùng quen thuộc đó chính là subscribe kênh YouTube của Xuân Vũ Audio. Bước 2. Bước 2 là các bạn phải like và share video này lên Facebook ở chế độ công khai. Các bạn nhớ là chế độ công khai là cái chế độ hình quả địa cầu nhá. Nếu mà bạn nào mà không công khai thì kết quả sẽ không được tính. Và bước thứ 3. Thôi, bước thứ 3 anh nói luôn. Bước thứ 3 đó chính là các bạn hãy để lại comment và trong comment đó sẽ có các phần sau. Phần thứ nhất cũng là một phần rất quan trọng, đó chính là các bạn sẽ lựa chọn ra 3 số may mắn mà các bạn thích và 3 số này mỗi số sẽ có 4 chữ số các bạn nhé. Như vậy là các bạn sẽ có 3 cơ hội. Và bước thứ 2 là các bạn hãy để lại link Facebook cái bài share của các bạn ở trong cái phần comment đó để bọn mình có thể kiểm tra, cũng như là nếu mà bạn có trúng thưởng thì bọn mình có thể liên hệ lại được với các bạn. Và phần thứ 3 là một cái phần có thể không, nhưng bọn mình khuyến khích, đó chính là các bạn hãy để lại một cái ý kiến mà các bạn mong muốn Xuân Vũ Audio Channel thực hiện hoặc là một cái ý kiến đóng góp để bọn mình có thể phát triển hơn trong thời gian sắp tới. Và đó chính là 3 cái bước có thể nói là quan trọng nhất của cái event lần này và cũng là cái bước cuối cùng trong thể lệ rồi. Các bạn chỉ cần làm đủ 3 bước đó thôi nhá. Đầu tiên là phải subscribe này, bước thứ 2 đó chính là các bạn sẽ like và share lên Facebook về chế độ công khai này, và bước thứ 3 thì hãy quay trở lại YouTube để comment 3 số, mỗi số có 4 chữ số. Bên cạnh đó là paste cho bọn mình xem cái link các bạn đã share trên Facebook, để lại ý kiến đóng góp cũng như đề xuất cho Xuân Vũ Audio. Thế là xong. Đúng rồi, và nhóm thứ 7 thì bọn mình sẽ tổ chức một cái buổi livestream để quay số trên trang random.org và quay đến khi nào có bạn trúng thì thôi. Chính vậy là rất là công khai và minh bạch để cho tất cả mọi người có thể tham gia và theo dõi nhá. Còn bây giờ thì rất tiếc là chúng ta sẽ phải chào tạm biệt các bạn rồi. Không phải tiếc đâu các bạn, rất vui. Xin chào các bạn.
Vâng, bọn mình thì hơi buồn vì sắp mất một cái chiếc tai nghe UBIT. Trời ơi. Nỗi buồn của người này là niềm vui của người khác. Nhưng mà thực ra bọn mình cũng không buồn lắm, bởi vì sắp tới thì sếp cũng tặng bọn mình mấy cái. Thì bọn mình sẽ suy nghĩ là khi mà sẽ đạt 10.000 sub thì ngoài tặng miên ra bọn mình sẽ tặng lại cho các bạn. Anh ơi, video đã tắt rồi. Video tắt đừng rồi cố gắng nói thêm nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào các bạn.